Tử vi về ngày 27 tháng 11 âm lịch Mậu Ngọ. Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải những kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý anh chị thân mến, mỗi buổi sáng thức dậy, chắc hẳn mọi người đều mong muốn biết hôm nay của mình sẽ diễn ra như thế nào. Công việc, sức khỏe, vận trình có tốt hay không? Để giải đáp những thắc mắc đó, ngày hôm nay, Phong Thủy Gia Cát xin giới thiệu đến quý anh chị chương trình luận giải tử vi cát hung cho ngày 27 tháng 11 âm lịch dưới sự tư vấn, luận giải từ thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong Thủy Tâm Linh Việt. Anh chị hãy theo dõi để biết vận hạn của mình trong ngày hôm nay, đón nhận những lời khuyên giúp cho việc định hướng và lên kế hoạch cho ngày hôm nay trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Tổng quan về ngày 27 tháng 11 âm lịch. Ngày 27 tháng 11 âm lịch còn gọi là ngày 27 tháng 11 năm Canh Tý. Ngày này sẽ có nạp giáp là Mậu Ngọ, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa, tức là lửa trên trời. Do Ngọ và Tý chính xung, Mậu Dương Thổ khắc Nhâm Dương Thủy, giáp Dương Mộc khắc Mậu Dương Thổ. Đây còn gọi là Thiên khắc Địa xung, nên dẫn tới ngày này đặc biệt xấu đối với các tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 và Giáp Tý sinh năm 1984. Tổng quan tử vi 12 con giáp trong ngày 27 tháng 11 âm lịch. Tuổi Tý, Tý Dương Thủy gặp Mậu Dương Thổ là thất sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Tý nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong các công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh, đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Phương diện tài lộc của người tuổi Tý trong ngày hôm nay có điểm khởi sắc. Dù lương thưởng không được nhiều như con giáp này kỳ vọng, nhưng vẫn đủ để chi tiêu, mua sắm trong dịp này. Bên cạnh đó, người tuổi Tý cần phải chú ý trong việc quản lý tài chính sao cho hợp lý. Bản mệnh cũng có thể suy nghĩ đến việc đầu tư để số tiền được sinh sôi, nảy nở. Tuổi Tý trong năm nay còn gặp phải trực thái tuế nên cần hết sức chú ý về vấn đề thị phi trong công việc và sự nghiệp. Năm nay là một năm rất gian nan, vất vả với những gia chủ tuổi Tý. Chính vì thế, quý anh chị nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giáp khai vận, thân, Tý, Thìn để hóa giải những thị phi, xui xẻo, bùa vây và giúp cho con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc được hanh thông, rộng mở. Tuổi Sửu, Sửu âm thổ gặp Mậu Dương thổ là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Sửu trong ngày này nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Tuổi Sửu trong ngày Mậu Ngọ có sao Hàn Trì chiếu tới mang lại may mắn về vận đào hoa cho các gia chủ tuổi Sửu. Với những người độc thân nên chú ý nắm bắt cơ hội để có thể tìm kiếm được một nửa của cuộc đời mình. Bên cạnh đó còn có Thiên Ất Quý Nhân và Quốc Ấn Chiếu Mạng là những cát tinh đem lại may mắn, tài lộc cho bản mệnh trong ngày hôm nay. Thiên Ất Quý Nhân là ngôi sao may mắn trong mệnh, nếu có ngôi sao này sẽ được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng, khí vượng. Các thần quốc ấn chủ về quan vận nên những gia chủ tuổi Sửu nếu như đang theo con đường quan trường sẽ có được những trợ giúp rất lớn. Nếu có những cơ hội tốt, gia chủ nên nắm bắt để có những bước tiến tốt hơn. Hơn nữa, tuổi Sửu năm nay vì gặp phải thái tuế lục hợp và nhiều các tinh khác chiếu vận nên vận thế tổng thể vô cùng có lợi. Vì vậy, năm Canh Tý 2020, người tuổi Sửu nên tận dụng cơ hội và nên sử dụng vòng tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu để chiêu quý nhân cát lành, đem lại may mắn cho bản mệnh, chu giải, thị phi. Tuổi Dần, Dần Dương Mộc gặp Mậu Dương Thổ là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Dần sẽ dễ có được tài lộc, công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt. Nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận, sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết đối với bạn đời. Ngày Mậu Ngọ, tuổi Dần có cát thần là tướng tinh chiếu mệnh. Đây là sao tốt, biểu tượng cho quyền lực, có tài lãnh đạo, có uy quyền với quần hung. Trong năm Canh Tý, người tuổi Dần gặp thái tuế tương sinh, hơn nữa lại cùng quan ấn tương sinh, sức mạnh đột nhiên tăng, mệnh chủ có quý nhân trợ giúp.
Cần nắm bắt cơ hội này để phát triển bản thân và công việc. Người tuổi Dần năm nay nên sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất, sử dụng tam giác địa chi trong phong thủy để đem lại sự may mắn, tài lộc, tăng cường vận khí và chiêu mời quý nhân trợ giúp cho gia chủ. Tuổi Mão. Mão âm mộc gặp Mậu Dương thổ là chính tài, nghĩa là bị thân, khắc xuất. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Mão cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Hơn nữa, tuổi Mão năm nay cùng với Thái Tuế Tý, Thủy hình thành Tý Mão vô lễ chi hình, các mặt vận thế sẽ có nhiều thay đổi. Năm nay bị ảnh hưởng bởi hình Thái Tuế và sao lục hại, đối với quan hệ xã hội, sự nghiệp hay đường tình duyên của những người tuổi Mão sẽ gặp phải điều bất lợi. Nên sử dụng vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi để gặp hung, hóa cát, chiêu quý nhân, tài lộc. Tuổi Thìn. Thìn Dương thổ gặp Mậu Dương thổ là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Ngày Mậu Ngọ, tuổi Thìn sẽ có cát thần là Thái Cực, là ngôi sao chủ về thông minh, hàm học. Trong ngày này, bản mệnh cần biết nắm bắt các cơ hội, thể hiện được tài năng, nhiệt huyết của mình trong công việc để đạt được những thành quả đáng mong muốn. Hơn nữa, những người tuổi Thìn rơi vào năm Canh Tý 2020 tương hợp với Thái Tuế, được quý nhân tương trợ, cho nên về tổng thể mà nói là vận thế không tệ. Những người tuổi Thìn năm nay vượng về vận quý nhân để tận dụng cơ hội, người tuổi Thìn cần sử dụng vòng tam giác khai vận, Thân, Tý, Thìn, chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Tuổi Tỵ, Tỵ âm hỏa gặp Mậu Dương thổ là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Tỵ trong ngày này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Trong ngày Mậu Ngọ, tuổi Tỵ sẽ có nhiều sao hàm chiếu tới mà lại may mắn về vận đào hoa cho các gia chủ tuổi Tỵ. Với những người độc thân nên chú ý nắm bắt cơ hội để có thể tìm kiếm được một nửa của cuộc đời mình. Bên cạnh đó, vào ngày này có cát tinh thiên lộc đóng mệnh. Đây là một cát tinh đem đến tài lộc, tiền bạc và những may mắn, cần nắm bắt các cơ hội để phát triển bản thân, kinh tế. Người tuổi Tỵ trong năm 2020 Canh Tý, thiên can lưu niên canh kim là thiên tài của Tỵ, Thái Tuế Tý, Thủy là chính quan của Tỵ. Cho nên tài quan của người tuổi Tỵ năm nay lưng vượng, sự nghiệp cầu tài đều sẽ có cơ hội phát triển tương đối tốt. Khuyên người tuổi Tỵ sử dụng vòng tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu, hóa giải hung họa, chiêu quý nhân, người giúp đỡ trong công việc, cuộc sống. Tuổi Ngọ, Ngọ Dương hỏa gặp Mậu Dương thổ là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết, mất khí, nên trong ngày này các gia chủ tuổi Ngọ cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi việc. Ngày này có tướng tinh chiếu mệnh là sao tốt, biểu tượng cho quyền lực, có tài lãnh đạo, có uy quyền với quần hung. Bên cạnh đó còn có hung tinh kình dương chủ về tai họa, thương tật, nên gia chủ tuổi Ngọ cần chú ý ngày này, tránh những tranh cãi không đáng liên quan đến pháp luật. Tuyệt đối tránh xa những lời mời gọi, nhờ vả liên quan đến việc phạm pháp, giấy tờ, không đứng ra vay mượn hay ký nhận cho ai. Bên cạnh đó, trong năm Canh Tý, tuổi Ngọ phạm phải xung Thái Tuế, năm nay sẽ là một năm rất vất vả, vận hạn xấu nhất trong 12 con giáp, nhiều lo lắng, ít niềm vui, sóng gió triền miên. Thái Tuế Tý, Thủy là thiên quan tinh của tuổi Ngọ, cẩn thận những kẻ tiểu nhân công kích và tránh những rắc rối thị phi. Chính vì vậy năm nay, người tuổi Ngọ cần sử dụng vòng tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất, chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Tuổi Mùi. Mùi âm hỏa gặp Mậu Dương thổ là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Mùi trong ngày hôm nay nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Ngày Mậu Tuất, tuổi Mùi có thiên ất quý nhân Thái Cực đóng mệnh. Đây là ngôi sao may mắn, nếu có ngôi sao này sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng, khí vượng. Bên cạnh đó còn có kim dư là cát tinh, là xe hoa lệ, là phú quý, sẽ có nhiều tài lộc, quý nhân đến với những người tuổi Mùi. Tuy vậy, cần mềm mại, hòa nhã trong các mối quan hệ để đạt được những thành quả trong công việc. Bên cạnh đó, vận tuổi lưu chuyển đến năm 2020 Canh Tý, người tuổi Mùi vì cùng Thái Tuế và năm Canh Tý lại có mối quan hệ tương hại bên trong, được gọi là hại Thái Tuế. Vận trình của người tuổi Mùi năm nay dễ dàng gặp khó khăn, trắc trở, làm việc không thuận, sự nghiệp tài vận sẽ phải chịu ảnh hưởng.
Ngoài ra, khuyên gia chủ tuổi Mùi sử dụng vòng tam giáp khai vận, Hợi, Mão, Mùi đem lại may mắn, tài lộc cả năm. Tuổi Thân, Thân Dương Kim gặp Mậu Dương Thổ là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Thân nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Ngày này có văn xương quý nhân chiếu mệnh là các tinh chủ về việc học hành, thi cử, nên ngày hôm nay rất thuận lợi cho việc thi cử, đạt được những thành tích cao, công danh hanh thông. Không những vậy, còn có phúc tinh giáng chiếu tới bản mệnh của những gia chủ tuổi Thân nên có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng, nhưng sẽ cần chú ý là cẩn trọng, nhất là những việc liên quan đến vấn đề giấy tờ. Đặc biệt năm 2020, thái tuế Tý, Thủy là tam hợp quý nhân của người tuổi Thân, vận thế tổng thể coi như không tệ nhưng cũng không nên quá lạc quan. Người tuổi Thân năm 2020 nên sử dụng vòng tam giáp khai vận Thân, Tý, Thìn có tác dụng tăng cường vận khí, đem lại may mắn, tài lộc, sức khỏe và sự hòa hợp cho các gia chủ thuộc bộ tuổi Thân, Tý, Thìn. Tuổi Dậu, Dậu âm kim gặp Mậu Dương Thổ là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Dậu, nếu có cơ hội tốt, cần phải nắm bắt, sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Trong ngày tuổi Dậu có sao Hàm Trì chiếu tới mà lại may mắn về vận đào hoa cho các gia chủ tuổi Dậu. Với những người độc thân nên chú ý nắm bắt cơ hội để có thể tìm kiếm được một nửa của cuộc đời mình. Ngoài ra, tuổi Dậu rơi vào năm Canh Tý 2020, giờ Dậu Kim tương phá với địa chi lưu liên của năm là Tý Thủy mà còn gọi là phá thái tuế, vận thế năm nay ảm đạm, có nhiều biến động. Tuy nhiên, quan trọng là giữ vững tinh thần, trách nhiệm trong công việc, lấy may, giải hung. Khuyên gia chủ tuổi Dậu nên sử dụng vòng tam giáp khai vận Tỵ, Dậu, Sửu, cầu công việc hanh thông, mọi điều may mắn. Tuổi Tuất, Tuất Dương Thổ gặp Mậu Dương Thổ là Tỷ Kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ người thân, anh em của mình. Ngày này được hai cát tinh, tướng tinh và thái cực chiếu mệnh. Đây là những cát tinh chủ về tài lộc, may mắn, gia chủ tuổi Tuất cần nắm bắt cơ hội này để phát triển công việc, tạo những mối quan hệ tốt đẹp. Bên cạnh đó, vận trình trong năm 2020 của tuổi Tuất có rất nhiều khởi sắc, sự nghiệp và tài vận có bước nâng lên đáng kể, cường độ và áp lực của công việc cùng tồn tại. Để ngăn chặn sự làm việc quá sức về thể chất và tinh thần, cần phải chú ý kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi, điều chỉnh vừa phải, thái độ thoải mái và lạc quan đối với cuộc sống. Gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vòng tam giáp khai vận Dần, Ngọ, Tuất để chiêu quý nhân, đem lại may mắn, tài lộc trong cả năm. Tuổi Hợi, Hợi Dương Thổ gặp Mậu Dương Thổ là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này, cần chú ý tới lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Hơn nữa, những người sinh năm Hợi vào năm Canh Tý 2020 gặp lưu niên thiên can canh kim là thiên ấn tinh, thiên ấn chủ về áp lực và phiền não có liên quan đến học hành, thi cử. Lưu niên thái tuế là kiếp tài tinh, cũng có ý là tranh đoạt. Vì vậy mà trong năm gặp nhiều chuyện không như ý, bản mệnh nên chọn cho mình vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi thuận lợi hơn trong ngày hôm nay, tránh xa được những thị phi không đáng có, tinh thần lạc quan và vui vẻ. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về luận giải vận trình ngày 27 tháng 11 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ trong chương trình suốt thời gian vừa qua. Chúc quý vị và các đối tác gặp nhiều may mắn, thành công!